Các bạn ơi, hôm nay chắc đói nặng rồi các bạn ạ. Bị một người nó đi trước, chả có gì cả. Xem cái thùng này thế này. Nhiều khi nó vất thì người ta chỉ ngó xong người ta không lấy đấy. Mình đổ những túi ra này nó hay có vỏ trong rồi lắm. Cái này cái gì đây? Các bạn ơi. Điện thoại. Điện thoại các bạn ơi. Tại sao nó lại vứt thế này? À, chắc là mình nghĩ nó say xỉn rồi. Say xỉn thì vứt vỏ chai, vứt điện thoại rồi. Thế nào, ôi dồi ôi, mấy cái rồi các bạn ơi. Hay là tức vợ, tức con mà mang đi ném thế này không biết nữa. Cái chỗ này là nó hay ngồi này, nó hay vứt này. Ôi dồi ôi, cái cho vào đây đã. Cái này, ôi. Cái này nữa các bạn ơi. À, nhưng mà không biết là có dùng được không. Mình phải về mình xem kiểm tra đã. Ba cái liền các bạn ơi, ba cái liền nhá. Ôi. Mà cái này thì nghe chừng nó không đời mới nữa, tìm nữa không còn. Nhiều khi á, những người đi trước người ta không đổ ra các bạn ạ. Những cái túi nó vứt ấy không đổ ra, mình cứ đổ ra là hay có vỏ chai lắm. Hôm nay đổ ra thì gặp điện thoại sướng quá. À nhưng mà cũng không sướng được các bạn ạ. Nếu mà là máy cũ thì nó không ra cái gì, có thể nó hỏng. Nhưng mà máy mới nhá thì là nó cái số bí mật ấy không mở được đâu. Mà nếu mà nó mở nhá là nếu mà mở được ấy khó mở lắm. Nếu mà mở được ấy là cũng không dùng ở đây được các bạn ạ. Đấy là mình hy vọng là nó không bị hỏng, nhưng mà nếu có ấy không dùng ở đây được, bởi vì là dùng ở đây ý, là nó khi mà mình mở lên mình dùng nó biết ngay ở cái hướng nào ngay, vì nó có định vị mà, thế là công an nó đến ngay. Bởi vì ở Đức này này nhặt được nhưng mà cũng phải mang ra công an nộp trình, chứ còn dùng là nó vẫn bảo mình là gian, không nhặt được của rơi mà không dình mang đi trình giả công an. Đấy, đây này, cái này là cái à, cái này là cái Sony các bạn ơi, Sony đời này cũng mới đấy. Cái Sony này cũng mới đấy các bạn ạ. Không. Ồ nhưng mà chả biết là có ra gì không. Ôi nhưng mà mình nghĩ là mình nhặt được một cái mình mừng quá, nhưng mà cũng không mừng. Nói chung là không dùng được. À mà kệ chứ. Có gì nếu mà dùng được mà về tức là mình về mình thử nhá. Về mình thử, nếu mà có điện mà nó vẫn lên được ấy thì mang về Việt Nam cho. Nó gì đúng không? Nhưng mà cho thì chẳng bằng mình dùng nhỉ. Đây này. Cái này mới là cái tuyệt này. Tại sao nó vứt cái này đi các bạn ơi? Mình nghĩ là say rượu vứt rồi. Mấy cái bọn nó đi nó uống nó say viêng viêng nó vứt đấy. Có lần mình còn nhặt được cả cái khác nữa. Úi dồi ôi. Cái này đẹp lắm các bạn ấy, nhưng mà đây này, nó dùng ôi nó cũng đánh rơi nó vỡ đi các bạn này. Vỡ lung tung thì không biết là nó còn tốt hay nó hỏng rồi nó vứt đi. Sợ nó hỏng rồi nó vứt đi các bạn ạ. Nhưng mà để về xem. Nhưng mà cái này chắc mở khó, không mở được cái số bí mật đâu các bạn ơi. Nếu mà mở được thì cũng không dùng ở đây được. Dùng đây chết ngay. Công an nó mở lên cái là công an nó biết ở đâu. Tại vì nó mất đây là những cái máy mà nó còn mới còn tốt. Nếu mình hy vọng là cái máy này vẫn còn tốt nhá, là nó sẽ đi báo công an. Nó có thể là nó lại quay ra đây nó tìm rồi. Nhưng mà quay ra đây nó tìm thì không thấy, có thể nó sẽ báo công an là mình không dùng được đâu. Nhưng mà các bạn nhìn ở đây rơi kinh rồi này. Máy này mà đánh rơi khiếp đấy, phí rồi đấy. Là nó báo công an là mình mà có mở được là mình không dùng được. Dùng là công an nó đến là ở đây cái luật của Đức nhé. Kể cả mình không ăn cắp mình nhặt được đấy, nhưng mà vẫn phải trình báo. Vẫn phải trình báo công an nhé các bạn nhé. Vẫn mang ra nộp. Ví dụ bất kể cái gì cũng thế, kể cả chìa khóa hay cái gì đi đâu á, hoặc là ví tiền, tất cả mọi cái. Nếu mà nhặt được ấy là mang về cái chỗ cơ quan gần nhất ấy, nhặt được cái chỗ gần nhất ấy, thì mang cái chỗ gần nhất ấy, là cái cơ quan hoặc là cái chỗ cái người ta ngồi người ta tính tiền hoặc người ta ngồi làm biển bàn giấy đấy. Cái thường mất ấy, những người mất là họ hay vào đấy họ hỏi là có thấy ai gửi cái gì ở đây không đấy, là mình nghĩ là nó ra đây nó tìm rồi, nhưng mà không thấy thì nó sẽ báo công an. Bây giờ không biết là xử lý sao đây các bạn ơi. Nhưng mà không hy vọng mở được đâu các bạn, mở khó lắm. Mở bây giờ cái số bây giờ nó khó mở lắm nè. Mà cũng máy còn mới này mà nó làm rơi vỡ kinh thế này không biết đấy. Máy này vẫn còn mới đúng không các bạn? Mới đi chứ. Mà nó làm rơi ghê thế này đấy.
Cái này là cái xô ly cũng trông cũng còn ok lắm. Cũng còn ok lắm mà tại sao nó lại vất thế này. Vẫn vất luôn cả vỏ, cả vỏ bảo vệ Hà Nội các bạn. Đấy, vất cả vỏ bảo vệ Hà Nội nữa. Đấy. Vẫn còn cả vỏ bảo vệ Hà Nội. Có cái này là cái Samsung, cái này nhỏ nhỏ. Cái này chắc là đời cũ các bạn ạ. Mình về mình thử lạp điện nhé. Mình về mình thử lạp điện xem nào. Đây các bạn nhìn này. Samsung như cái này thì chắc là không đắt, nhưng mà giá trị hai cái kia, mình thấy giá trị hai cái kia. Nhưng mà cũng không mừng các bạn ạ. Nhặt được cái không dùng được thì cũng mừng làm cái gì, đúng không? Cái gì ở đây ấy. Này. Các bạn nhìn này. Để nó làm rơi này. Nó làm rơi các cái góc cái này vỡ nứt lẻ hết đi. Vỡ nhiều lắm. Các bạn biết không? Ở đây ấy là người ta nhặt được, người ta hay mang đi ra công an lắm. Mang công an người ta trình lắm, chứ không. Đây là iPhone gì đấy không biết nữa. iPhone gì đấy các bạn? Nhìn hộ cái. Mình iPhone, nó chỉ iPhone này. Nó không để iPhone gì cả, mình không biết được. Nhưng mà không dùng được đâu các bạn ạ. Chỉ có mang về nước ngoài thôi, mang về Việt Nam thôi. Mình kể cho các bạn một câu chuyện này nhé. Có một cái thằng cháu nó đi học ở đây này. Thế là cái hôm mà phải mang tiền đi nộp nhé, mà kiểu ở trong trường ấy là nó có một cái thằng chỉ điểm rồi. Nó đi học thì là phải mang tiền đi để nộp. Chả biết là nộp cái tiền gì, đại khái là mình nghe chuyện nhưng mà mình không hỏi cặn kẽ. Không hỏi cặn kẽ. Mang tiền đi để nộp thì là cái hôm ấy là giờ thể thao. Thế là tất cả để điện thoại với cả tiền ở trong lớp ấy, xong đi ra ngoài. Đi ra ngoài tập thể thao. Thế là nó có người nó vào nó lấy các bạn ạ. Nó lấy hết sạch những cái. Nhưng mà nó tài thế chứ này. Nó lục, nó lấy hết sạch những cái điện thoại xịn với lại lấy hết tiền của cả lớp luôn. Thế mới giỏi. Mà chỉ có mỗi cái giờ thể dục thể thao đấy. Thế là về sau báo công an nè. Các bạn biết không? Công an là kiểm tra lại, xem lại, giả soát lại thì những cái điện thoại này toàn ở bên nước ngoài hết. Nó gửi về nước ngoài các bạn ạ. Còn ở trong Đức thì không dùng được, không thể dùng được, chết ngay với nó. Đấy, các bạn thấy không? Cho nên là cũng chả mừng mà cũng chả biết là mình nghĩ là cái số bí mật bây giờ khó mở lắm các bạn ạ. Khó mở lắm, chỉ có mang về Việt Nam người ta mở này các bạn nhìn này. Nó vẫn để luôn cả vỏ nhá. Vẫn để luôn cả vỏ, nó vứt nó cũng không cần cả tháo vỏ ra. Đấy. Vẫn luôn còn luôn cái vỏ bảo vệ luôn. Các bạn nhìn. Vẫn còn cái vỏ bảo vệ như này nhé. Các bạn thấy không? Nè. Đấy. Nhưng mà cái máy này là mình thấy là cái máy giá trị nhất này các bạn này. Máy này là mình thấy là cũng có vẻ là giá trị đây. Nhưng mà ngày xưa mình nghe đâu là người ta mở bằng ấy được đấy, mở bằng vi tính ấy. Nhưng mà cũng có cái mở được, có cái không mở được đâu, có cái mở cực kỳ khó. Mở khó lắm các bạn, không mở được. Bởi vì là nó có hai cái kiểu mà nó cài, không biết là một kiểu gì thì mở được, còn kiểu gì không mở được. Cái là mình nghe thấy thế, mình cũng không dành được cái này đâu, mình có biết mở khối. Và mình sẽ nhờ người mở, nhưng mà trước hết là mình ăn lạp pin đã để xem là nó còn hoạt động không các bạn, nó còn ấy hay là nó hỏng hết rồi. Đấy, đây này, đấy, các bạn thấy không, vẫn còn bọc nguyên. Nếu mà bỏ cái bóc cái này ra vẫn mới lắm. Như có cái nào nó làm rơi ấy, nó làm rơi vỡ hết rồi các bạn ạ. Vỡ nhiều lắm, vỡ đây này trong cái màn hình này có vẻ là không biết thế nào. Như cái máy này mình không thích lắm, chắc là nó cũng không đời mới lắm. Mình nhìn thì có vẻ là cái này có vẻ là chất lượng này, vì cái này là máy to các bạn ạ, máy to mà là iPhone nhé, iPhone là noi. Đấy. Các bạn thấy không? Đây iPhone là noi này, máy to này, đấy. Mà không hiểu tại sao nó lại vứt đi, mình nghĩ là nó nhầm thôi, nó say rượu nó nhầm nó bởi vì những cái bọc ở đây này là người ta hay vứt những bọc rác lắm. Có người đi nhặt trước mình ấy thì là nó không đổ ra đâu. Nhưng mình cứ đổ ra là nhiều lúc ở trong ấy còn mấy cái vỏ 25 sen ấy, cái lon ấy, thích lắm. Mà đấy, đây này các bạn nhìn này, nó sứt sở như này, đánh rơi kinh khủng thế. Hội này công nhận là nó dùng máy kiểu nó say rượu này. Nó sứt đây này. Nó uống bia uống rượu nó dùng máy mà nó đánh rơi khiếp này. Đấy các bạn nhìn này, hai cái góc này. Hai góc, đấy góc sườn đây này. À.
không biết là có khi hỏng rồi các bạn, có thể hỏng nó vứt, nhưng mà hỏng mình mang về Việt Nam được đúng không, mang về Việt Nam ở Việt Nam chữa được, không sao cả, chỉ có mang về Việt Nam thôi, nhưng mà mang về Việt Nam lại cho mình không được dùng. Đang mừng trượt ở đây nhé, mình kể cho các bạn nghe có một cái trường hợp nhé, nó giao đồ hàng đấy, xong rồi có khách vào lấy hàng nhé, có khách vào lấy hàng nên là thấy cái iPhone của nó để ở bàn ấy, ăn trộm xong rồi để 8 tháng sau ấy không dùng, ấy cứ nghĩ là để 8 tháng sau thì người ta quên đi, thế là bởi vì nó mất là nó ra nó báo công an, thế là mở lên một cái công an ập đến luôn, không kịp trở tay đấy các bạn ạ. Đấy, ở đây nó khiếp thế đấy, hiện đại lắm, cho nên là chỉ có mang về Việt Nam thôi, kể cả mình không ăn cắp cũng không dùng được, không ăn cắp thì nó cũng đến nó thu, và mình vẫn là cái tội ăn cắp không mang đi nộp, à không nhặt được mà không mang đi trả lại người mất đấy, nó lại thế này này. Kinh lắm các bạn, đức cái luật nó chết đấy, thế ok nhá, chia sẻ các bạn cái nhặt là cái thì mình sẽ về mình lạp điện, mà có gì mình sẽ thông báo các bạn tiếp nhé, bye bye.